chào đón quý vị đến với chương trình Nail Today Show với Hồng Sâm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Sâm đang có mặt tại Sarasota Springs, Utah. Tiệm này rộng 1,240 square feet. Đây là cái tiệm mới toanh hoàn toàn. Thì Hồng Sâm đã làm bản vẽ trước, hôm nay là tới thiết kế. Nói chung hôm nay rất là mệt, là tự vì không biết tại sao lần nào tới Utah cũng mưa hoặc là cũng tuyết và cũng lạnh cả. Tiệm này thì cô chủ rất là chiều chơi. Cái tiệm này nói chung là thiết kế theo tông trắng với lại vàng. Quý vị thường nghe Hồng Sâm nói là khi mà mình thiết kế cái tông trong tiệm mà lấy màu trắng và màu vàng, vàng mà kiểu gold đó, thì lúc nào cũng rất là mắc tiền. So mama found shade of them ledge. She told me that's not who I am. But nowadays I put on for the fam. See her when I can. I'm surrounded by my feelings. I'm stuck on a fabric. Well, I bet I perish. You want 40 acres. She wants the horse and the carriage. A porcelain and portion of garbage. I talk to the mirror. I know that life's not the fairest. I lost my can. I can't pay off the bills with the blessing. I'm sure I relate to the Reddit page. It's feeling like money is everything. Money is everything. It's everything I need. This is